Vâng, em Minh Chiến xin chào tất cả các bác. Đây là cặp loa cực kỳ nổi tiếng của Anh Quốc, loa Sebendo BC2. Em về được hai cặp thì em sẽ que cho các bác cùng xem. Các bác nào lấy cặp nào cũng được nha. Và đây là những cặp loa hàng sưu tầm để các bác lựa chọn. Nó rất là đẹp. Thiếu mỗi thùng xốp thôi. Chưa giật canh luôn. Trong video này em sẽ giật canh, thì giật canh nó rất là đơn giản thôi, nó không như những không như loa AR. Đây là những cặp loa danh tiếng của hãng Sebendo mà được những kỹ sư của hãng làm thủ công cực kỳ tỉ mỉ. Nó là dòng loa limited nha các bác, nó sản xuất số lượng, được làm thủ công hết, không có máy móc nào trong này hết nha, được làm thủ công hết. Những dòng loa đình đám của hãng từ những thời kỳ đó được làm thủ công là chuyện bình thường, như những dòng loa AR. Đây các bác thấy rất là đẹp nha. Và giá những cặp loa Sebendo BC2 hàng sưu tầm bên em đang phân phối giá 26 triệu. Thứ nhất, dòng loa này không cần những âm ly công suất lớn nha các bác, chỉ cần khoảng là 150-200W trở lên. Và nếu các bác nào chơi đèn thì đây là một dòng loa rất là tuyệt vời, nghe đèn rất là hay. Em nó sở hữu 3 đường tiếng nha, một bass, một chung xoáy, một chép dom. Đây, cặp này là cặp vân gỗ đỏ nha, còn một cặp vân gỗ vàng nữa nha các bác. Tí nữa em sẽ có video, sau video này sẽ có video cặp loa thứ hai. Hai cặp loa đều là cặp loa sưu tầm hết, chưa giật canh hết. Nhưng trong video em sẽ tháo canh để các bác xem cấu hình bên trong. Đây là cạnh bên phải, các bác có thể chiêm ngưỡng được. Nói chung là đẹp tuyệt vời luôn. Cặp loa này thì các bác có thể tham khảo trên YouTube. Nó cũng thuộc vòng hàng hiếm, bây giờ tại nó là dòng limited sản xuất số lượng. Và thứ hai, chất âm nó rất là ma mị nha, rất là hay luôn. Rồi em sẽ que bên cạnh bên trái. Và đây là cạnh trái của cặp loa. Đây, các bác có thể ngắm em nó nha. Zing từ A tới Z luôn nha các bác. A tới Z luôn. Đây mà các bác có đèn những con đèn mà chạy bóng IL34, IL những dòng KT88, đèn trio đồ cũng rất là hay, đèn Lukman. Đây là phía sau. Em nó sử dụng là cầu loa bắp chuối hoặc là mỏ chim luôn nha. Đây nha các bác, dòng loa Sebendo Audio Stem Limited nha. Stem BC2. Cặp này series là 176 nha các bác, 176. Rất là đẹp luôn. Rồi sau đây em Chiến sẽ mở e-canh cẩn thận để lấy e-canh ra để các bác cùng chiêm ngưỡng nha. Em về được hai cặp nguyên, tất cả là canh zing hết và chưa giật luôn. Tại vì những cặp này thường thường đa số là canh zing nó rất là hiếm, tại vì nó mọc theo thời gian nha các bác. Còn em về được hai cặp hàng sưu tầm cho các bác thì cũng rất là may mắn mua được hai cặp. Thì đây là cặp đầu tiên có series là 176 nha. Rồi các bác chờ em xí để xem tiếng loa bên trong nha. Vâng, và sau đây mời các bác chiêm ngưỡng vi điệp của em nó. Sử dụng 3 driver. 3 driver này đều sản xuất số lượng và trong của loa sẽ có cái hiệu là limited nha các bác. Tất cả được làm thủ công. Tuy nó làm thủ công nhưng vẫn đẹp hơn dòng AR rất là nhiều nha các bác. Dễ nhìn hơn AR. Trung là trung xoáy, chép dom. Rồi sau đây em mời các bác xem mà đi kèm. Nếu muốn lấy y canh này ra, chúng ta phải dùng một cái dao thái rất là mỏng, hoặc là một vật liệu rất mỏng để chèn và kẻ đưa nó ra nha. Các bác thấy y canh nó này rất là đẹp luôn nha. Y canh nó là y canh bố nha các bác. Đấy. Giá 26 triệu. Vì âm thanh em này rồi phải nói là trên cả tuyệt vời. Nếu các bác nào có đèn thì đánh hết ý luôn nha, hoặc là chơi những con âm ly như, nếu một cần một ly tầm tiền thì em sẽ tư vấn cho các bác một ly như là Maram Isotac BM4
đánh hiểm loa châu Âu, Anh Quốc rất là hay, nhẹ nhàng, tinh tế và chạy class A nữa, tuyệt vời. Thì tối nay em sẽ test cho các bác cùng nghe nha. Các bác nào yêu thích cặp loa Sebando BC2 mèo và cam đỏ này, series 176 thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên, giá 26 triệu đã bao gồm phí ship. Còn nếu các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ giảm cho các bác một chút đỉnh nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã dành chút thời gian xem video em giới thiệu cặp BC2 này.